Chiếm đoạt chùa. Câu hỏi của Liễu Hương. Hỏi: Kính thưa Thầy, ở miền Bắc có một vị tu sĩ xuất gia từ thuở ấu thơ. Sau khi bổn sư qua phần, để lại một ngôi chùa cho vị tu sĩ này. Vị tu sĩ này khép mình trong khuôn khổ giới luật. Qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, vị này không bao giờ bỏ chùa suốt 50 năm liên tục. Đến năm 1990, mắt lòa, chân chậm vì lo tu hành nên không giao du với ai. Thân cô thế yếu. Do đó, có một số cư sĩ nam và cư sĩ nữ đưa một vị sư khác đến cướp chùa của vị này. Vì thân cô thế yếu, vị này đành phải giao chùa. Nhưng quá buồn khổ, chẳng biết than thở cùng ai, nên thắt cổ tự tử. May có người hay được cứu thoát. Thưa Thầy, Đạo Phật ngày nay làm như vậy có đúng không? Đáp: Tu sĩ Đạo Phật ngày nay là tu danh, tu lợi, tu chùa to tháp lớn, tu ăn, tu ngủ, tu xe cộ, tu quần áo, tu cấp bằng, vân vân. Vì thế, cướp chùa người khác là chuyện thường. Không những ở ngoài Bắc, mà cả trong Nam cũng có. Khi có chức vụ trong giáo hội, tức là có quyền hành, chùa nào có kinh tế dễ dàng và nơi thị tứ thuận tiện giao thông là giúp sư thầy tìm cách đuổi vị trụ trì ấy đi. Nếu là thân cô thế yếu thì bị đuổi đi như thường, còn chỗ nào có thế lực thì không dám. Đó là hình ảnh tu sĩ Phật giáo phát triển hiện giờ là vậy. Họ không phải là những người tu giải thoát, mà là những người mượn chiếc áo tôn giáo làm ăn lớn. Đối với Phật giáo phát triển, chuyện đó là chuyện thường. Một vị thầy bổn sư chết, đám đệ tử tranh nhau chùa và tranh Phật tử. Biết bao nhiêu cảnh đau lòng đã xảy ra trong các chùa Phật giáo mà chúng ta không thể kể hết được. Nhưng chúng ta phải biết, Đạo Phật chân chính đã mất, mất đi giới luật đạo đức, thì Đạo Phật phát triển vô giới luật. Làm những điều sai trái biết bao nhiêu là cảnh đau lòng, lại còn chuyện mê tín, lừa đảo, cướp giật tranh giành lẫn nhau trong các chùa. Nhìn Phật giáo thời nay qua chiếc áo tu sĩ, trông bệ vệ nghiêm trang, mà bên trong thì chẳng có nghĩa gì là người tu cả. Thật đau lòng, phải không quý vị?